Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật diễn biến liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Tuyên Quang. Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, vào khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5 tháng 3 năm 2024, tại km 151 quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách tuyến cố định Hà Giang, Hà Nội, biển kiểm soát 23F00058 chạy theo hướng Hà Giang đi Tuyên Quang, va chạm với xe container biển kiểm soát 15C07526 kéo theo semi rơ móc biển kiểm soát 15R00896 từ Hải Phòng đi Hà Giang. Hậu quả làm thiệt mạng 5 người và bị thương 5 người, hai phương tiện hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu là do xe ô tô container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ dẫn đến va chạm với ô tô khách. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lực lượng công an đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ngày 5 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết một xe container biển kiểm soát thành phố Hải Phòng không làm chủ tốc độ đã đánh lái sang trái, dẫn đến va chạm với xe khách biển số tỉnh Tuyên Quang, làm 5 người tử vong. Cơ quan chức năng cho hay, khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5 tháng 3 năm 2024, tại km 151 quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô khách biển số 23F00058 chạy theo hướng Hà Giang, Tuyên Quang, lái xe bị thương đang cấp cứu, với ô tô container biển số 15C07526, rơ móc biển số 15R00896. Hậu quả làm 5 người tử vong tại chỗ, gồm có 2 nam, 3 nữ. 5 người được đưa đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng nặng. Kiểm tra nhanh, cả hai lái xe không có cồn. Nguyên nhân sơ bộ cho thấy, xe ô tô container biển số 15C07526 kéo theo rơ móc biển số 15R00896 đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái, dẫn đến va chạm với xe khách biển số 23F00058 đang đi chiều ngược lại. Tại hiện trường, chiếc xe khách biến dạng, cảnh sát phải dùng nhiều máy cắt cửa thân xe để đưa nạn nhân bị kẹt ra ngoài. Qua kiểm tra nhanh, cả hai lái xe không có nồng độ cồn. Hiện đoàn công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đã tới hiện trường để phối hợp cùng Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra xử lý vụ việc. Trao đổi tại hiện trường vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân ban đầu do xe container vào cua bị nghiêng, thùng container va vào phần trên của xe khách giường nằm. Phía vị trí tai nạn là đoạn đường cong cua, xe khách đã đi đúng phần đường của mình và không thể tránh khỏi va chạm. Cơ quan chức năng cũng cho biết lái xe container lần đầu tiên vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Hà Giang, không quen đường. Khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn. Được biết, tài xế điều khiển xe khách là anh Phan Văn Quy, sinh năm 1983, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Người điều khiển xe container chở lạc khô là anh Lê Văn Tê, sinh năm 1985, thường trú tại xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5 tháng 3, ô tô khách mang biển kiểm soát 23F00058 di chuyển trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang đi Tuyên Quang, va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C07526 kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng ngược lại. Nơi xảy ra tai nạn thuộc địa phận thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Va chạm khiến ít nhất 5 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng phải cắt xe khách để tiếp cận các nạn nhân. Xe đầu kéo lật nghiêng sau vụ tai nạn. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là LHHQ, sinh năm 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. VTMT, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. VHC, sinh năm 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
TNTJV sinh năm 2000, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và VCC sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Vụ việc khiến quốc lộ 2 qua Tuyên Quang ách tắc trong nhiều giờ. Đến sáng 5 tháng 3, công tác cứu hộ sau vụ tai nạn đã cơ bản hoàn tất. Xe đầu kéo đã được đưa khỏi hiện trường vụ việc. Đơn vị quản lý đường bộ dùng cát khô để xử lý dầu tràn trên mặt đường. Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: một là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, chủ trì họp với các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, triển khai ngay các giải pháp khắc phục bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông nếu có, rút kinh nghiệm và xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và công điện số 10 ngày 29 tháng 1 năm 2024 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội xuân 2024. Hai là Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, xác định rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn và các nguyên nhân khác có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Ba là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan chủ trì phối hợp chính quyền địa phương đánh giá về hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 2 và các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, tổ chức lại giao thông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn để khắc phục ngay những tồn tại bất cập nếu có. 4. Là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Ngày 5 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang có văn bản số 779 về việc khắc phục tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn. Vào khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5 tháng 3 năm 2024, tại km 151 quốc lộ 2, thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội, biển số 23F00058, chạy theo hướng Hà Giang Tuyên Quang, với xe ô tô container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang, biển số 15C07526, rơ móc biển số 15R00896. Hậu quả, 5 người tử vong tại chỗ, một số người bị thương đang được đưa đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng nặng. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nói trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên, kịp thời cứu chữa chăm sóc người bị thương, thăm hỏi động viên hỗ trợ để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Giao Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan đảm bảo giao thông thông suốt, đánh giá nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến để phòng ngừa tai nạn giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!